Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Điều gì đang xảy ra hôm nay của chúng tôi sẽ dành thời gian để bàn luận về câu chuyện ý thức văn hóa tham gia giao thông. Như chúng ta đã biết và thấy, có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra chỉ vì ý thức của người đi đường như là phóng nhanh vượt ẩu, chen lấn vượt đèn đỏ, vân vân. Chính từ thói quen tùy tiện, một yếu tố khác nữa đó là sự thiếu tôn trọng người khác khi tham gia giao thông phải không Khôi Nguyên? Và Minh Phương thiết nghĩ là chỉ cần chúng ta tự thay đổi thì tai nạn giao thông sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận thực tế sau đây. Từng một lần rơi vào tình huống giống như tôi lúc nãy. Rất may là trên đường không có quá nhiều xe và tôi cũng đang rất tập trung. Tuy nhiên thì không phải ai cũng may mắn như vậy. Và rất là nhiều trường hợp đã để lại hậu quả đáng tiếc. Đoạn clip này vừa xuất hiện đã gây nhiều bức xúc cho cánh tài xế. Trong clip, cô gái đang điều khiển phương tiện trên đường bất ngờ dừng lại để nghe điện thoại, khiến ô tô phía sau phanh gấp. Kết quả một chiếc xe khác đụng mạnh vào đuôi xe ô tô. Có thể dễ dàng nhận thấy mức độ nguy hiểm và bất cứ ai cũng phải ý thức được việc dừng xe đột ngột sẽ trở thành chướng ngại vật cho người phía sau. Nếu không xử lý kịp thời, rất dễ gây tai nạn. Thế nhưng, trường hợp này vẫn thường xuyên xảy ra. Thấy cảnh đẹp, dừng lại chụp hình là cái thứ nhất. Thứ hai là tự nhiên đang đi, người ta kiểu thích thì dừng lại, hay là gặp những cuốn hay là thú cưng chạy ngang qua giường, bất chấp lắm người ta mới dừng. Mình đã từng bị một lần và mình tông hẳn vào cái đuôi xe người ta luôn. Và mình nói trời ơi, sao mà anh đi đứng cái kiểu gì kỳ vậy. Người ta nghe máy, người ta không bật nhanh, người ta tấp vào thẳng luôn. Như mình chạy phía sau, mình đâu có ứng xử kịp, mình phải thắng gấp. Như vậy thì nó nguy hiểm ra sao? Nguy hiểm, mình có thể đụng trúng người ta. Thôi mình lật tay lái, mình thắng nhanh quá. Những vụ tai nạn kinh hoàng gây thương vong nghiêm trọng về người và tài sản, gia tăng chi phí xã hội, hàng năm xảy ra không ít, mà căn cơ bắt nguồn từ việc dừng xe đột ngột. Ngày 12 tháng 4, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô trong hầm Hải Vân khiến 3 người bị thương chỉ vì một xe dừng đột ngột. Trước đó vào tháng 3, cũng ghi nhận một vụ việc người phụ nữ bị tông ngất xỉu do dừng xe đột ngột. Trong tháng 1 cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Nam thanh niên chở người thân dừng xe ngay giữa đường cao tốc để nhặt chìa khóa đánh rơi, khiến chiếc xe ô tô phía sau không kịp phản ứng, đâm vào đuôi. Hậu quả khiến người thân của nam thanh niên đi xe máy ngã xuống đường, bị gãy xương chân. Trong cuộc sống ta gặp rất là nhiều, đa phần là do cái ý thức của người tham gia giao thông khi họ đi lưu thông đường còn kém. Thành ra khi mà họ xử lý trường hợp mà buộc phải dừng đột ngột thì họ không có ý thức được sự nguy hiểm như vậy. Và họ dừng theo cái cảm tình chủ quan của họ, không nghĩ rằng sẽ gây nguy hiểm cho chính họ và cho người đi phía sau của họ. Dừng xe để nghe điện thoại, đánh rơi đồ nên phanh gấp, thú cưng bất ngờ nhảy khỏi xe. Đây là những lý do phổ biến dẫn đến việc dừng xe đột ngột, bất chấp an toàn giao thông. Thậm chí trên mạng còn tổng hợp hàng loạt clip chết oan do dừng xe đột ngột với các tình huống nguy hiểm như dừng trước đầu xe container, dừng trước xe ô tô, xe tải, dừng bất ngờ khiến xe máy không kịp phanh. Vậy nếu dừng xe đột ngột gây tai nạn thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Trong hợp tham gia giao thông trên đường mà nếu người đang đi phía trước mà dừng xe đột ngột mà gây tai nạn, gây nguy hiểm cho người phía sau thì phải chịu trách nhiệm về pháp luật, có thể là xử phạt hành chính, hoặc là nếu mà cái hậu quả gây ra nặng nề thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì trong hợp người tham gia giao thông mà dừng xe đột ngột, nếu đối với xe máy thì bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu xe ô tô thì bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 6 triệu đồng. Trong hợp nếu làm chết một người thì có thể bị xử phạt tù đến 5 năm. Nếu làm chết hai người thì bị xử phạt tù đến 10 năm. Và nếu làm chết từ 3 người trở lên thì có thể bị xử phạt tù đến 15 năm. Khi tham gia giao thông, bất cứ ai cũng có nhiệm vụ chấp hành luật giao thông. Đặc biệt chú ý quan sát, đề cao an toàn khi điều khiển phương tiện. Không nên vì một lý do chủ quan hay khách quan nào đó mà có những hành vi vi phạm. Nếu bị rơi đồ hoặc có việc cần dừng xe, không nên nóng vội làm theo phản xạ mà phải xử lý sao cho hợp lý, tránh gây hậu quả nghiêm trọng không đáng có. Đang lưu thông trên đường mà lỡ phải làm rơi vật gì đó, hoặc là muốn bành quẹo xe, hoặc là muốn rẽ ngang, thì chúng ta phải giảm tốc độ, đồng thời vẫn tiếp tục lưu thông, không được dừng đột ngột. Và sau đó chúng ta xin nhận xin nha, chúng ta tấp vào bên phải chiều lực giao thông của mình để
sau đó mới dừng xe hẳn rồi mới nhặt đồ vật bị đánh rơi, hoặc là có thể làm những cái vấn đề mà mình buộc phải dừng xe. Nhưng mà phải tôn trọng pháp luật là chỉ được dừng ở nơi mà pháp luật cho phép được dừng xe. Bất cứ ai có bằng lái cũng đều trải qua kỳ sát hạch kiểm tra tinh thần lẫn kỹ năng. Vì thế không có lý do gì để hành xử một cách thiếu suy nghĩ. Đừng để chết oan hay giết người không giao chỉ vì sự bất cẩn của bản thân. Đảm bảo an toàn giao thông là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người. Từ những hậu quả trước mắt, mỗi người nên tự rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như bình tĩnh xử lý trước mọi tình huống. Tin chắc rằng những điều đơn giản này cũng có thể giúp hạn chế rất nhiều tai nạn giao thông. Hoàng Oanh, phóng viên của Nóng 24 giờ.